Iran trang bị hệ thống phòng thủ dân sự cho 51 thành phố. Iran đã trang bị hệ thống phòng thủ dân sự cho 51 thành phố và thị trấn để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Iran tướng Mehdi Farahi cho biết thông tin này trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa Israel và Mỹ theo quan chức này các thiết bị phòng thủ cho phép các lực lượng vũ trang của iran xác định và theo dõi các mối đe dọa bằng cách sử dụng phần mềm cảnh báo phòng không ông farahi nhấn mạnh việc triển khai này nhằm ứng phó với các hình thức chiến tranh phức tạp hiện nay như chiến tranh mạng chiến tranh sinh học và phóng xạ iran cáo buộc israel và mỹ về các cuộc tấn công mạng trong những năm gần đây làm suy yếu cơ sở hạ tầng của nước này trong vụ việc mới nhất, Iran đã bắt giữ các máy bay không người lái của quân đội Mỹ ở Biển Đỏ vào đầu tuần này, ngay cả khi cả hai nước đang theo đuổi các cuộc đàm phán hạt nhân. Trước đó, Hải quân Mỹ cho biết họ đã ngăn chặn nỗ lực của Hải quân lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhằm bắt giữ một tàu không người lái của hạm đội số 5 của Mỹ ở vùng vịnh mà Tehran cho là mối đe dọa nguy hiểm đối với giao thông hàng hải.